Hôm nay ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, các bậc học trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Bộ Xây dựng công nhận khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Theo phương án phê duyệt, Thừa Thiên Huế sẽ có 13.510 hộ dân được di dời đến nơi an toàn để ứng phó với siêu bão số 3. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 9. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, các bậc học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn bước vào năm học mới với những thành công trong việc dạy và học. Thông tin về lễ khai giảng năm học mới sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau phần tin tức của tỉnh. Trong sáng qua, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Buchom Obonpaset dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã thông tin với đoàn công tác tỉnh Savannakhet về những thành tựu kinh tế xã hội mà Thừa Thiên Huế đã đạt được trong 8 tháng qua. Đặc biệt là thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Đánh giá về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Savannakhet, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, lãnh đạo hai tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan của hai tỉnh, tích cực phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình của thỏa thuận hợp tác, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Buchom Obonpaset gửi lời cảm ơn đến tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn, đồng thời chúc cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh sẽ sớm hoàn thành. Thông báo với đoàn làm việc của tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh vẫn đang nỗ lực để đạt được các thành tựu kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Ông Buchom Obonpaset thống nhất cao với những đánh giá, những ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu về thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa hai tỉnh. Sau khi thảo luận về những vấn đề liên quan, Thừa Thiên Huế và Savannakhet thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026, tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, Thái Lan, Lào, Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Savannakhet nói riêng. Thưa quý vị, hôm qua cùng với cả nước, hơn 291.000 học sinh các bậc học đã chính thức bước vào năm học mới. Năm học này được ngành giáo dục Thừa Thiên Huế xác định chủ đề đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Toàn tỉnh hiện có 569 trường mầm non và phổ thông, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Sáng qua, tất cả các trường học đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng, vui tươi. Nhiều mục tiêu dạy tốt, học tốt, nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đã được nhà trường đặt ra. Buổi lễ khai giảng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế chào đón 450 em học sinh khối 10, khóa 128 nhập học, nâng tổng số học sinh toàn trường lên con số 1.281 học sinh. Trong năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Các em học sinh đã đạt 74 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia với 3 giải nhất, 20 giải nhì, 22 giải ba và 29 giải tư, đạt tỷ lệ 79,6% học sinh đạt giải, tiếp tục nằm trong top 10 trường có tỷ lệ giải cao nhất trên toàn quốc. Trên đấu trường quốc tế, em Hồ Đức Trung, học sinh lớp 12 chuyên sinh, đã xuất sắc đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế được tổ chức tại Cộng hòa Kazakhstan vào tháng 10 năm 2024 với 81 quốc gia tham gia. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế tiếp tục có một học sinh vào chung kết năm chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 2024, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 và là cầu truyền hình 2 năm liên tiếp về cho Thừa Thiên Huế trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia do VTV3 tổ chức. Năm học mới 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng trường trở thành một cơ sở giáo dục trung học có chất lượng cao, hội nhập quốc tế, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Khi mà bước chân được vào ngôi trường chuyên Quốc học Huế này, một ngôi trường với bề dày lịch sử vô cùng to lớn, thì em cảm thấy là mình phải mang trong bản thân một quyết tâm là vào năm học mới phải cố gắng đạt được những thành tích tốt, những giải thưởng hay là những cuộc thi để có thể làm xứng đáng với danh hiệu là học sinh trường Quốc học và xứng đáng với những gì thầy cô và bạn bè kỳ vọng. Đối với em thì em đã dành thanh xuân của mình ở ngôi trường này với bề dày lịch sử rất là nhiều năm. Vì vậy là em muốn cuối cấp của em thì có thật nhiều kỷ niệm với bạn bè cũng như là thầy cô. Bên cạnh đó thì em luôn quyết tâm để có thể mà cố gắng hơn đối với 12 năm đen sách để gặt hại những kết quả xứng đáng hơn cho năm cuối cấp cũng như là tiến bước đến tương lai một cách tốt đẹp với những cái ước mơ của riêng em. Bản thân em là có định hướng là đi du học nên là em mong muốn là sắp tới là kết quả học tập trên lớp của mình hẳn vượt trội hơn một xí so với năm ngoái. Với lại là em cũng có nhiều lựa chọn về cái hình thức để mà em sẽ các đại học ở Việt Nam, thì em mong là mình có thể là gọi là đạt được số điểm cao ở các hình thức đó. Với những thành tích xuất sắc trong năm học qua, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế là một trong năm tập thể vinh dự nhận được cờ thi đua của chính phủ. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cũng trao phần thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh trị giá hơn 250 triệu đồng dành cho em Hồ Đức Trung và các giáo viên trong đội tuyển thi Olympic sinh học quốc tế cùng nhiều suất học bổng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Nhân dịp này, trong khuôn khổ chương trình học bổng ươm mầm cho những ước mơ lần thứ 21, Sacombank phối hợp với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng 85 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi. Đặng trọng khai trương và trao tặng lãng hoa tươi thắm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã gửi gắm nhiều kỳ vọng trong công tác giảng dạy và học tập của tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ trong năm học mới 2024-2025. Đây là năm học quan trọng đánh dấu chặng đường kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tiếp tục đạt được những thành tích tốt trong công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ giáo viên trong đổi mới phương pháp giáo dục dạy học, từ đó khuyến khích các em nỗ lực sáng tạo, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Một số kết quả nổi bật như tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 96%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, 77 trên 99 học sinh dự thi đạt giải ở tất cả các bộ môn dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Chào đón hơn 600 em học sinh khối 10 bước vào năm học mới 2024-2025, thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ quyết tâm thực hiện đạt kết quả mục tiêu, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh để hình thành những công dân có đủ tri thức, đạo đức và khát vọng cống hiến đất nước. Tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Nhiều phần quà suất học bổng đến từ các đơn vị, nhà hảo tâm cũng được trao tặng nhằm sẻ chia động viên các em nỗ lực trong năm học mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương tham dự và chia vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Điểm nhấn của lễ khai giảng đó là nghi thức chào đón hơn 600 em học sinh lớp 10 nhập học với hàng trăm tà áo dài trắng tung bay, biểu trưng cho hình ảnh các thế hệ nữ sinh đồng khánh Hai Bà Trưng gắn liền với vẻ đẹp thơ mộng của ngôi trường Hồng bên dòng Hương.
năm học 2023-2024, bằng sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, trong đó có 98,8 học sinh khá giỏi, tiếp tục dẫn đầu khối phổ thông các môn văn hóa với 85 giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2023. 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp, trong đó có em Trần Quang Khải, thủ khoa tốt nghiệp trường với điểm số 9,69 điểm. Phát huy những thành quả đã đạt được, năm học mới 2024-2025, thầy và trò trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, phát động phong trào thi đua dạy tốt, để xứng đáng là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín, tin cậy trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã đảnh trọng khai giảng năm học mới, tặng hoa chúc mừng ban giám hiệu nhà trường và trao bằng khen cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Hòa chung không khí ngay từ trường của cả nước, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh tham dự và tặng hoa chúc mừng. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết, kỷ cương, năm học mới 2024-2025, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, nuôi dưỡng học sinh nhằm đạt mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030. Theo đó, nhà trường đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết với giáo dục dân tộc nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục dân tộc, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số có chất lượng cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh nhà. Năm học 2024-2025, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, có 9 lớp học với 293 học sinh các khối 10, 11 và 12. Tiếp tục chương trình là phản ánh của phóng viên cơ sở về không khí ngay từ trường tại một số địa phương trong tỉnh. Hơn 26.000 học sinh của 4 cấp học trên địa bàn thị xã Hương Thủy hân hoan đón chào năm học mới 2024-2025. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn và lãnh đạo thị xã Hương Thủy đã đến dự và chung vui với tập thể thầy và trò cả trường trong lễ khai giảng. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục Hương Thủy đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong top đầu của tỉnh. Tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở, Hương Thủy đạt 50 giải, trong đó có 6 giải nhì, 22 giải ba và 22 giải khuyến khích. Ngoài ra, học sinh Hương Thủy còn đạt được giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục Hương Thủy đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phần đầu xếp vị trí thứ 3 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó có học sinh đạt giải nhất các môn văn hóa, đồng thời nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 40 trên 40 trường, đạt tỷ lệ 100%. Các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông Bình Điền, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ dự và chung vui cùng cán bộ giáo viên và 489 học sinh nhà trường. Năm học qua, trường Trung học phổ thông Bình Điền đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đây là năm thứ ba liên tiếp, nhà trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 60%. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 14 giải, trong đó có 3 giải nhì, 7 giải ba và 4 giải khuyến khích. Bước vào năm học mới, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, xây dựng trường Trung học phổ thông Bình Điền đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng mức độ 2 trong năm 2024. Được biết, năm học này, ngành giáo dục Hương Trà đón gần 17.000 học sinh từ trường với 38 đơn vị trường học và cơ sở giáo dục. Hòa chung không khí của cả nước, sáng qua, hàng ngàn học sinh trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông, A Lưới cũng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới với nhiều niềm vui và phấn khởi. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện Nam Đông đã đầu tư hơn 65 tỷ đồng, trong đó xây dựng mới 22 phòng học, phòng chức năng, 16 phòng ở của học sinh nội trú với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng, sửa chữa cơ sở vật chất trên 22 tỷ đồng, mua sắm thiết bị dạy học trên 8 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện Nam Đông có 26 trên 28 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 93%. Lễ khai giảng năm học mới được các trường học ở huyện Nam Đông tổ chức vui tươi phấn khởi, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Dịp này, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 50 suất quà gồm xe đạp, ba lô và tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Năm học mới 2024-2025, huyện A Lưới có 219 lớp với 5.440 học sinh tiểu học, trong đó huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 77 lớp với 2.623 học sinh trung học cơ sở, có 3 trường trung học phổ thông, 42 lớp với 1.269 học sinh. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện. Lễ khai giảng năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện được diễn ra trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi cho học sinh vùng cao bắt đầu năm học mới. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Phú Lộc, Phú Vang cũng nhộn nhịp với lễ khai giảng năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024 là năm học thứ 6 liên tiếp, huyện Phú Lộc xếp thứ 2 toàn tỉnh sau thành phố Huế trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở. Bên cạnh những giải về văn hóa, học sinh cũng đạt nhiều giải cao trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp tỉnh. Năm học mới 2024-2025, lãnh đạo huyện Phú Lộc đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai hiệu quả đề án trường đạt chuẩn quốc gia, đề án sáp nhập trường theo đúng lộ trình, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021-2025. Dịp này, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2024-2025, huyện Phú Vang có hơn 24.000 học sinh ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với 779 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ các nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động khác, huyện Phú Vang đã đầu tư hơn 39 tỷ 500 triệu đồng xây dựng mới phòng học và chống xuống cấp một số công trình trường học. Hiện toàn ngành giáo dục có 1.766 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó cán bộ quản lý là 129 người. Năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục huyện Phú Vang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đã đề ra, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm học mới tại các trường mầm non và tiểu học luôn tràn ngập cảm xúc khi đón các học sinh lớp 1, lứa tuổi trẻ bắt đầu làm quen với những bài học vỡ lòng từ vòng tay của bố mẹ và các cháu bậc học mầm non. Ngày đầu tiên đến trường của các em diễn ra trong niềm vui và sự hào hứng. Đó là khởi đầu của một hành trình học tập đầy hứa hẹn, là nơi các em sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, học hỏi được nhiều điều bổ ích và trưởng thành. Hãy cùng đến với không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong niềm vui, niềm hào hức của con trẻ khi chính thức bắt đầu hành trình đi đến tương lai. Tại các trường mầm non, một điều dễ dàng nhận thấy, dù trong vòng tay phụ huynh đưa đến trường, các em vẫn không khỏi bỡ ngỡ, lo âu qua ánh mắt thơ ngây của con trẻ. Có những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt không muốn rời mẹ khi đến trường trong ngày đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên cho con đến trường thì em rất là vui mừng, cháu có một cái môi trường mới tốt, và cùng trong sự vui mừng đó thì cũng có nhiều sự lo lắng, không biết con có hòa nhập được với môi trường mới, làm quen với bạn bè thầy cô mới có tốt được hay không. Đối với học sinh lớp 1 thì đây là giai đoạn mà các em chuyển từ bậc học mầm non sang bậc học tiểu học, chuyển từ hoạt động chủ đạo là vui chơi qua hoạt động học tập, thì chắc chắn là các em sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. Thì người giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1, cần phải tạo cho các em cảm nhận được ngôi trường tiểu học là một ngôi trường an toàn và đầy đủ yêu thương. Giáo viên cần tổ chức những hoạt động như là múa hát, tổ chức những trò chơi đầu giờ để cho các em cảm thấy là ở nơi đây cũng là nơi các em có thể học tập, rèn luyện và chia sẻ những cảm xúc của các em. Còn tại các trường tiểu học trên địa bàn, từ sáng sớm, các thầy cô giáo, nhân viên đã có mặt để chào đón các em học sinh lớp 1. Nhiều em học sinh lần đầu tiên đến ngôi trường tiểu học đã không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Đồng hành cùng con, các phụ huynh cũng có những cảm xúc riêng. Hòa chung không khí đưa trẻ đến trường thì mẹ cũng thấy rất là lo lắng khi mà trẻ mới bước rời xa vòng tay của ba mẹ.
Nhưng mà ở môi trường của trung tâm mầm non Sơn Ca thì mình thấy rất thầy quý cô chăm sóc rất tận tình và có nhiều hoạt động thì thầy cháu cũng rất là cởi mở thì cũng rất là vui ạ. Để tạo không khí vui tươi ấm áp chào đón các em trong ngày lễ khai giảng, các trường tiểu học và mầm non tổ chức những hoạt động văn nghệ sôi động giúp các em dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Cùng với đó, xác định môi trường học tập không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi vun vén những giá trị sống có ích cho xã hội. Năm học 2024-2025, các trường tiểu học cũng đề ra mục tiêu đạt kết quả cao hơn. Thực hiện được tốt nhiệm vụ của năm học thì nhà trường luôn cố gắng đổi mới công tác quản lý. Các thầy cô giáo luôn chú trọng đổi mới công tác giảng dạy. Và trong năm học này thì nhà trường chú trọng hai việc, đó là chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm để học sinh học thật, làm thật và học bên những cái không gian bên ngoài lớp học. Ngày đầu tiên đến trường không chỉ là cột mốc đáng nhớ mà còn là hành trình khởi đầu cho biết bao ước mơ và hy vọng của cả học sinh và phụ huynh. Những trang sách đầu tiên của cuộc đời cả em sẽ được viết với bao điều mới lạ để bắt đầu hành trình đi đến tương lai. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa có quyết định 844 công nhận khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Quyết định công nhận hai khu vực dự kiến thành lập quận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Sau khi đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, với quyết tâm chính trị cao cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, huyện, hai xã Điền Lộc và xã Phong An đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hệ thống kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được hoàn thiện, nâng cấp, hình thành nhiều tuyến đường xanh, sạch, sáng, đẹp. Trường học, thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi nước sạch được đầu tư đồng bộ. Theo nhận định chung thì việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã khó, nhưng việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí để tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu lại càng khó hơn. Do đó, xã Điền Lộc và xã Phong An tiếp tục phát huy tốt hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy tốt nội lực, nhất là huy động các nguồn lực hỗ trợ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên địa bàn hiện có 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động. Đến sáng qua, tại Thừa Thiên Huế còn 33 phương tiện tàu thuyền với 229 lao động hoạt động trên biển. Cơ quan chức năng đã lên phương án di dời dân để phòng tránh bão Yagi, bão số 3 với khoảng hơn 13.500 hộ dân ở các vùng địa phương. Trong đó có 16 phương tiện, 182 lao động hoạt động ở vùng lồng và vùng khơi, khu vực từ Quảng Trị đến Chân Mây, Thừa Thiên Huế. 17 phương tiện, 47 lao động hoạt động ở vùng bờ. Các chủ phương tiện còn hoạt động trên biển đã nắm thông tin dự báo hướng đi vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3. Các bến bãi trên địa bàn đã sắp xếp hướng dẫn cho 5 tàu thuyền ngoài tỉnh, 56 lao động vào neo đậu trú tránh bão. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải Huế đã tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng còn hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3. Lực lượng chức năng đã tổ chức ra soát, kiểm đếm, chủ động thông tin hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền, tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch còn hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão số 3 để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Trước diễn biến phức tạp khó lường của mưa bão, các địa phương đơn vị tại Thừa Thiên Huế đã dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi bão số 3 với cường độ mạnh ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có 13.510 hộ dân với 46.073 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Do ảnh hưởng siêu bão số 3, Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 57 đến 90%. Trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.